Chào mọi người đến với nhận thị trường của kênh Chứng khoán Nam Nguyễn. Thì hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5 2024. Thị trường thì chỉ số VN-Index hôm nay cũng tăng 4 điểm. Và với tiêu đề của video ngày hôm nay thì VN-Index tăng 4 điểm, nhà đầu tư hưng phấn trở lại. Thì mọi người cùng em đi qua về thị trường và phân tích thị trường và cổ phiếu ngày hôm nay nhé. Và sau phân tích thì em sẽ có những đánh giá và nhận định cho mọi người thì tuần sau. Và nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng với em thì có thể là nhắn tin vào tài khoản bên chứng khoán VS để đồng hành cùng với em. Mọi người nhớ cho em một like và subscribe kênh nhé. Quay trở lại nội dung của video thì đầu tiên thì em sẽ điểm qua thị trường ngày hôm nay một chút. Thông qua thị trường ngày hôm nay thì thấy là khối lượng giao dịch thì hôm nay là có 18.429 tỷ và thanh khoản ngày hôm nay là 1.935 tỷ, thì với khối lượng giao dịch thì cũng khá là ít và thanh khoản cũng thấp, thế như này thì khả năng thì thị trường sẽ đang có một một cái nhịp hồi nhẹ. Thị trường vẫn đang trong cái nhịp hồi nhẹ và đang lên trong nghi ngờ. Có thể thấy là hôm nay thì chỉ số VN-Index hiện tại đang nâng đến là 1.221,03 điểm, và tăng 4,67 điểm so với phiên ngày qua và tương đương với khoảng 0,38%. Trên nhóm sàn HOSE thì có 223 mã tăng và 80 mã đi ngang và 200 mã giảm điểm. Trong nhóm VN50 thì hiện tại chỉ số VN50 thì đang tăng ở giá là 2.255 điểm và có 16 mã tăng, 2 mã đi ngang và 12 mã giảm. Còn trong nhóm HNIndex thì có 92 mã tăng, 70 mã đi ngang và 75 mã giảm điểm. Upcom thì có 225 mã tăng, 107 mã đi ngang và 100 mã giảm điểm. Với bức tranh thị trường như thế này thì điểm qua về biểu đồ nhiệt thì thấy rõ hơn trên toàn cảnh thị trường. Về biểu đồ nhiệt thì mọi người có thể thấy là trên biểu đồ nhiệt đấy thì trên sàn HOSE đấy thì số mã tăng thì đang là có một số mã như TCB này, VRE này và VIX, VDR, HD, HTB. Tập trung đang nhóm ngành ngân hàng và một số con khác như MVKG, HPG, gồm có những con trụ như MVKG và HPG vẫn đang hôm nay nó tăng ngày hôm nay. Còn trên nhóm HNIndex thì có một số con khác như SEL tăng này, AV này, VHE này cũng cho thấy là tăng điểm này. Hay nhà nhóm vật liệu như VGS này, nhóm thép cũng có được tăng điểm ngày hôm nay. Upcom thì một số con như BSR, PVX có công nghiệp cũng tăng điểm ngày hôm nay. Ở nhóm nước ngoài thì Upcom thì đang bán ra VBS, CH này. Còn HNIndex thì đang mua nó nước ngoài đang mua IDC, SEL, VGS. Một xe thì tập trung mua mạnh MVKG, Masan này, VR này, VRE này, HPG này, Vietcombank này và tiếp tục bán ra Vinhome. Và một số con khác như GVR, TB này. Còn nhóm tự doanh thì đang thấy là mua bán ra và VKG khá nhiều. OCE thì nhóm tự doanh bán là IDC. Và Upcom thì AVCV này cũng được bán là khá nhiều.
nhóm nước ngoài hôm nay trên sàn HOSEA thì mua khối lượng là 50 trên 50 triệu và giá trị là tầm 1.866 tỷ. Với khối lượng như này thì vẫn là một số con trụ nhưng vẫn đang giữ tại thị trường như MGG và Masan vẫn tăng điểm. Đi qua biểu đi qua các chỉ số của thị trường nước ngoài một chút. Về chỉ số hiện tại thì chỉ số Dow Jones ấy. Dow Jones thì xu hướng tại thì đang đang xuống tăng tăng trở lại vào hồi điểm. Hiện tại thì Dow Jones đang ở 38.225 điểm. Còn chỉ số SP500 thì cũng có sự hồi tăng trở lại. SP500 thì đang ở giá đang ở 5.064 điểm. Ngoài ra các chỉ số như vàng vàng thì đang có sự giảm điểm, vàng thì tăng ở giá là 2.300 đô trên ao, tiếp tục là xong xuống giảm giảm điểm, có thể sẽ về cái mốc cũ là mốc 2.200, mốc trước đó là giảm điểm thì là mốc 2.287 điểm trên ao. Còn chỉ số dầu thì dầu sau khi giảm từ giá 83 giảm xuống tận 79 thì đang có cây nến rút chân kéo lại, thì đang giao dịch ở ngưỡng 79 72 trên 72 trên thùng, cũng đang xuống giảm và quay trở lại test hồi lại. Và nhìn thấy là thị trường nước ngoài thì cũng đang có sự hồi tăng trở lại, thì cũng đánh giá thị trường Việt Nam thì cũng phần nào đang cho thấy là sự hồi phục và tăng trở lại và có sự hưng phấn của nhà đầu tư sau những phiên giao dịch nghỉ lễ. Hiện tại thì cùng quan sát thì mọi người có thể đánh giá về đi qua phân tích thì em có thể đánh giá trên chỉ số VN-Index trên biểu đồ. Thì hiện tại thì VN-Index ấy thì ngưỡng quan sát thì đang ở ngưỡng là ngưỡng cản là 1.230 điểm ở vùng trên đây, và vùng dưới đang vùng hỗ trợ thì là sẽ là 1.299 điểm. Tuy nhiên là vùng hỗ trợ này thì nó yếu. Hiện tại thì thị trường cũng đang có hồi, cái nhịp hồi này thì cũng đạt cái biên độ của nó rồi. Hy vọng là sẽ sau cái vùng cản này thì thị trường nếu mà tạo được đây hai đáy đáy tiếp theo ấy, thì nó sẽ đi lên bền vững hơn, thì có thể nó sẽ có nhịp nhịp hồi test lại. Đây là cái việc thị trường nó hồi lên test lại thì nó sẽ đi lên bền vững hơn. Ví dụ nó lên đoạn tầm 1.230 điểm này, xong nó hồi lại test về cái mục 1.200 điểm này, và sẽ đi lên thì thị trường sẽ lên bền vững hơn. Còn hiện tại thì nếu mà nó test sâu, nếu mà nó lên 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 ngay thì nó chưa chưa đánh phần nào đánh giá được, vì các chỉ số như là chỉ số đánh giá thì dựa phân tích ấy, thì mọi người thấy là để lên bền vững thì nó cần một cái sự test lại, hồi lên test lại và tạo đáy hai ở đây, thì đáy hai đấy sau có đáy trước thì nó sẽ lên bền vững hơn. Còn nếu mà nó thủng qua cái mốc này thì nó thực sự là yếu. Còn nó mà nó hồi mạnh mà xuống nó xuống đó, giảm sâu ấy, thì mọi người sẽ đánh giá ở phiên tiếp theo thôi. Còn hiện tại thì về đánh giá đấy thì mốc chỉ báo ấy, MACD đấy phân kỳ thì đang xu hướng là cho thấy là cắt lên ở xung chặt này, thì hy vọng là sẽ thị trường sẽ phục hồi và cái mốc này sẽ cắt lên, này sẽ là báo hiệu là thị trường sẽ lên. Tuy nhiên là cái nhịp này cũng chưa nên bền vững, cần một cái sự hồi test lại nữa, tạo đáy hai thì nó sẽ lên bền vững hơn. Những cái đoạn như thế này thì nó trước đó thì nó, mọi người nhìn thấy là thị trường khi mà nó lên thì nó sẽ có xu hướng là tạo đáy hai,
và sẽ hướng là sẽ được bền vững cho mọi người. Để đầu tư thì nó sẽ thì còn nếu mà nó vượt qua cái mốc này thì kỳ vọng sẽ lên tiếp thôi, mốc 1.230 điểm này nếu vượt qua được thì nó sẽ lên tiếp, còn nếu mà không vượt qua và nó tạo đáy hai đấy thì mọi người cũng đừng lo lắng quá vì nó sẽ tạo đáy hai và nó test lại. Cái việc test lại thì nó để thị trường nó tạo cái nền bền vững thì nó sẽ nên là cái việc bình thường của thị trường. Bên vùng hành động của mọi người thì canh những cái nhịp còn thêm lại đấy thì có thể mua vị thế khoảng 20 đến 30%. Còn khi mà thị trường đã vào pha tăng tăng rồi đó thì nó sẽ tạo có xu hướng là sẽ nên bền vững thì nó sẽ tạo đáy hai, và đáy hai cao hơn đáy trước thì nó sẽ như thế này, nó sẽ nên bền vững như phiên trước đó. Những cái phiên trước đó nó tạo đáy hai và nên bền vững thì nó sẽ xu hướng là sẽ tăng như thế này, tăng liên tục. Và trong những nhịp tăng thì nó cũng có những nhịp điều chỉnh nhẹ. Cái đoạn này thì mọi người cũng không chưa cần FOMO quá nhiều. Đoạn này chỉ là cái nhịp hồi lại kia thôi, còn cái việc nó tăng nhưng dài hạn thì cũng chưa chưa cần là đánh giá được. Có thể nó sẽ thị trường nếu mà xấu quá nó sẽ tạo hồi đây và nó suy phi xuống phi luôn xuống thì cũng thực sự là xấu, nên là mọi người sẽ bị rơi vào cái trường hợp là mua đúng đúng cái đỉnh ngắn hạn, nên là việc mọi người quản lý và danh mục đầu tư của mình nó hợp lý thì vẫn là ok hơn. Điểm qua về một số mã cổ phiếu, thứ nhất là mã cổ phiếu thì điểm qua ngành chứng khoán một chút. Thì ngành chứng khoán thì một số con như con tích cực như con SHS này hôm nay thì cũng cho thấy là giá bắt đầu đi ngang. Trên này thì giá hiện tại thì đang giá ở mục 18.2. Vùng cản của nó hiện tại thì đang là 18.3. Cũng đang gần cái mốc cản rồi. Nếu vượt qua được thì còn tăng, còn không thì sẽ lại quay về test lại giá 16.5 thôi. Ngoài ra còn SSI, con này thì cũng đang xu hướng là nay cũng giảm điểm một chút, khả năng sẽ tạo đáy hai đây. Tuy nhiên là mọi người cũng cũng quan sát tiếp theo thôi về phương hướng hành động. Vùng target có thể ngắn hạn thì có thể là 37 hoặc là 39 xa hơn. Ngoài ra thì con tích cực của ngành chứng khoán hôm nay thì con VCI này, con này cũng tăng điểm so với phiên trước và cũng đang cho thấy giá bắt đầu mà nằm trên vùng 30 này. Hy vọng ở những phiên tiếp theo thì giá sẽ tăng lên. Ở điểm qua ngành tích cực của ngày hôm nay thì mình bán lẻ đi. Bán lẻ thì một số con như đây, con này con nằm ở VKG đây tăng và tạo đến tăng tạo nên tăng hôm nay. Nhưng con mở VKG thì cũng đang chạm cái ngưỡng cả là giá trên này rồi, chạm cái giá trên ở giá 57 58 rồi thì khả năng con này sẽ bị điều chỉnh là chuyện bình thường để chưa. Ngoài ra thì FPR thì hôm nay cũng phiên là tăng điểm cây nến thì đỏ ở đây thì cũng đang hơi xấu đoạn này. Nhóm bất động sản ngày hôm nay cũng cho thấy là tích cực khi mà đây, một số con như con VRE này cho thấy tích cực và tăng điểm trở lại, tăng 3 cây rồi. Giá thì đang ở giá 23.4. Vùng quan sát của mọi người có thể là giá 24.5 ở trên này. DGI thì hôm nay xu hướng là đi ngang, tiếp tục là bị điều chỉnh nhận này. DG thì đang ở giá nền giá 26. DG thì hôm nay trước thì nó sáng thì có phiên tăng ở tăng điểm đến tận 16.9, chiều thì lại rút chân, chiều thì cái nến này này lại xấu rồi. PR thì
Tôi thấy hôm nay tăng ở giá 26.95. Vùng quan sát thì mọi người con này đang tạo cái đáy ở đây, đã tạo cái đáy thứ hai ở giá 26 rồi. Và khuynh hướng thì nếu mà tạo đáy hai mà xuống đi lên ấy, thì nó sẽ phải đi lên và vượt qua cái mốc 27 28 này. Nấp cái gap trước đó nó gấp nấp cái gap này thì nó xuống đi lên được, còn con này thì chưa thể đi lên bền vững được. Hiện tại thì cái chỉ báo mà CD thì vẫn cho thấy là phân kỳ đi xuống cái này, chưa chưa khẳng định được nó sẽ đi lên và hồi tăng trở lại. Còn con Vinhome thì cũng đang về dán nền, đã gần gần tiếp dán nền là giá 39 rồi, có cái nến là hồi phục tăng trở lại nằm trên đường 30, nhưng cái nến này hơi yếu, chưa thể khẳng định được là giá tăng lên. Novaland thì tiếp tục một suy yếu. Novaland thì quý 2, quý 1 đang bị nổ khá nhiều. Kết quả kinh doanh thì đang bị nổ nên là con này tiếp tục suy yếu, đang nằm dưới ở 30. Đóng cửa nằm dưới 30 và giá thì đang là 19 14.9 16 à 14.6, cũng đang suy yếu dần. Chưa thể tăng trở lại được. TCS thì có phiên tăng thì hôm nay lại có hai cái nến đỏ suy yếu rồi. Đoạn này thì có khả năng sẽ tạo đáy hai ở đây. Con này hy vọng nếu có cái đáy mà nó tạo đáy hai ở giá 15.6 ấy, nó đây cao đây trước thì nó sẽ hơi hướng sẽ tăng trở lại thôi. Nhưng mọi người hành động thì có thể là quay nhận những cái vùng nó test lại đáy thì hành động là mua ở dưới này thì an toàn hơn. Ngành ngân hàng thì hôm nay thì có TCB này cũng sự hồi tăng trở lại này, giá thì cũng đang chạm cản là 48 48 6 này. Nó vượt được thì tăng trở lại. Đoạn này thì xu hướng thì cái đoạn này thì phân kỳ mà ACD có hướng là tắt cắt qua đường ngang cắt lên này, và khả năng sẽ tăng tiếp này. Tuy nhiên là mọi người cũng quan sát thị trường thôi để đánh giá, có thể là cân nhắc vào vị thế hoặc là vào một ít đoạn này. Còn TCH thì xu hướng thì đang xuống là đang cho thấy là xu hướng lên này, giá cắt lên nằm trên đường 10 rồi, phân kỳ thì cũng xu hướng là cắt lên rồi, còn mọi người quan sát ở thị trường thôi. Nếu thị trường nó đồng thuận thì có khả năng con này sẽ lên tiếp. Ngoài ra thì có HDB này cũng tăng điểm ngày hôm nay này. HDB thì đang phân kỳ đang trong cắt lên này, giá thì cũng đang tiếp cận 24.5 24.6. Con này thì về mặt trung hạn đấy thì giá đã vượt qua được cái mốc đỉnh thời đại năm 2022 rồi này. Thì xu hướng thì nếu xuống đồng thuận đấy thì thị trường ấy thì con này tăng tiếp. Hiện tại thì cũng cho thấy tích cực mà giá bắt đầu tin lên, có thể là sẽ nắm giữ tiếp của con HDC HDB này khi mà thị trường đồng thuận, người có thể vẫn nắm giữ. Nhìn về tổng quan thì con thấy là con này vẫn khá là đẹp, về phân tích thì con này cũng khá là đẹp, về giá ban đầu vẫn nằm trên đường 30. Hồi khi thị trường điều chỉnh thì có một cái nến là hồi rút chân nhẹ, nhưng hiện tại thì vẫn giá vẫn tăng trở lại. Kỳ vọng thì có thể kỳ vọng ở trên 26 27. Ngoài ra thì mọi người có thể đánh giá trong ngành ngân hàng thì rất nhiều con cũng đang cho thấy là rất đẹp xuyên chạc, như con LBB này. Con này thì xu hướng thì đang điều chỉnh ở trên xu hướng tuần, tuy nhiên là
tăng điều chỉnh ngay, tuy nhiên là trên chart dài hạn thì con này vẫn cho thấy là tăng điểm. Có thể mọi người sẽ canh mua điều chỉnh như thế, mua con này ít này để đánh đang về cái vùng hỗ trợ chọn giá 20, nếu vượt qua cái mốc này sẽ kỳ vọng giá 22,5. Hóa chất thì một số con như GVR và DCG, DGC này. Sau những phiên tăng điểm thì hôm nay thì tiếp tục điều chỉnh giảm điểm, thì hy vọng mà nó test về tạo đáy hai thì mọi người sẽ có cơ hội để mọi người mua tiếp. Như con này DGC này, nó phi lên và tạo cái nến đỏ đây, nếu mà phi xuống và tạo đáy hai về chạm vững một nhưng mà 10 đấy nằm và giá thì nằm ở chỗ 114 ấy, thì sẽ là cơ hội cho mọi người mua tiếp này. Về cái chỉ báo nhưng mà phân tích thì mọi 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 thấy nhiều MACD mà MACD thì đó phân kỳ vẫn là cắt lên rồi, có thể nó sẽ tăng. Và target thì nếu mà target cao thì có thể là gần nhất, nó có đỉnh gần nhất đó. Trước khi mà thị trường nó vào khâu điều chỉnh ấy, thì con này đã đỉnh cao nhất nó đã 130, hy vọng nó kéo về rồi và chạm về cái mức đỉnh này 130 này, vẫn có kệ cơ hội cho mọi người gia tăng đoạn này, trên này vẫn còn lời khoảng 89% nếu mà nó kéo về đỉnh. Về xu thế con DGC này thì mọi người nhìn thấy là xu thế con này vẫn xuống tăng trong dài hạn, hiện tại vẫn là xuống tăng dài hạn rồi. Việc cái việc giá nó bắt đầu điều chỉnh ngắn hạn là việc hết sức bình thường của con DGC này. Có thể sẽ mọi người sẽ có cơ hội nếu mà điều chỉnh sâu xuống sẽ mọi người sẽ có cơ hội ở dưới này ở giá 11 chấm 113 116 gì đấy, nếu điều chỉnh sâu 100, nếu để điều chỉnh sâu thì có thể vẫn có cơ hội mua vào với giá rẻ hơn. Còn hạn này nếu mà ai muốn lướt sóng thì có thể canh nhịp này lướt sóng ở ngắn hạn đây, canh lướt sóng một một chút ở hạn này 15, giá 112, 110 đến 120 có thể canh lướt sóng. Tuy nhiên cái đoạn này cũng đang cho thấy là cái nến đỏ đây cũng mọi người nhiều người hơi rẽ này. Ngoài ra thì có DPR này, con này cũng cho thấy trạng cũng nên khá đẹp này, mọi người có thể canh ở mua con này, canh mua đoạn 37 36 thì sẽ đạt hơn. Sau cái nhịp hồi này nó test về đáy tạo đáy hai mua sẽ ổn hơn, nhịp hồi này tạo đáy hai đi lên mua sẽ đẹp hơn, sẽ ok hơn. Ngoài ra thì con PHR này, con này cũng chạc là cho thấy là chạc khá đẹp, nếu mà nó tạo viết về tạo đáy hai đây thì sẽ lên xuống nên sẽ ổn định hơn. Còn xu hướng thì mọi người có thể là theo dõi thị trường và đánh giá thôi. Ngoài ra thì mọi người có thể theo kênh theo dõi buổi nhận định thị trường hàng ngày của em đưa ra để mọi người quan sát thị trường và đánh giá điểm mua điểm bán cho mọi người. Thông tin này thì sẽ hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người trong quá trình đầu tư. Và anh chị nhớ theo dõi kênh và đăng ký kênh để sớm nhận những video hàng ngày của mình về nhận định thị trường và phân tích cổ phiếu.